Tại Bali, Indonesia, những người nông dân không chỉ làm công việc đồng áng đơn thuần mà còn có một sứ mệnh khác, đó là tập luyện và bảo tồn điệu múa ba rông cổ truyền và đồng thời cũng là cách để có thêm thu nhập. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này ở làng Batu Bulan, đảo Bali, cùng những phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại ASEAN. Một ngày làm việc của những người nông dân ở làng Batu Bulan này bắt đầu không phải là đi thăm ruộng, mà là tập dượt chuẩn bị cho buổi diễn múa ba rông. Đội múa của làng có tên là Jambe Budaya với khoảng 30 thành viên, đảm nhiệm nhiều vai trong vở diễn, từ biểu diễn nhạc cụ cho đến hóa thân thành các nhân vật thiện ác. Điểm chung ở họ là tình yêu và niềm đam mê với môn nghệ thuật truyền thống này của Bali. Múa ba rông là sở thích của tôi. Tôi tập múa ba rông từ khi 5 tuổi. Trong đội múa, tôi đóng vai quỷ Randa. Tôi tập vai này trong một tháng từ cộng đồng những người múa ba rông trong làng. Tôi bắt đầu học múa ba rông từ năm 12 tuổi và giờ đây 23 tuổi. Khi múa ba rông, tôi cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh và phấn chấn. 10 giờ sáng, buổi diễn bắt đầu phục vụ du khách. Ông Agong Putra, người điều hành nhóm múa cho biết, việc múa biểu diễn là do dân làng đảm nhiệm, còn sân khấu này là do chính phủ tài trợ xây dựng để thu hút khách du lịch đến đây. Hàng tháng thì đều có chuyên gia từ Bộ Du lịch đến xem biểu diễn và cho ý kiến để dân làng hoàn thiện điệu múa và gìn giữ bảo tồn đúng chất múa ba rông cổ truyền. Sau buổi biểu diễn, những thành viên nhóm múa lại ra đồng làm công việc đồng áng. Những thanh niên khỏe mạnh như anh Budai Aisa còn có thể trở lại sân khấu vào buổi chiều tối để biểu diễn múa lửa phục vụ du khách. Cho đến nay thì những sân khấu múa ba rông cổ truyền như tại làng Batu Bulan này và tại nhiều nơi khác Bali vẫn luôn đông khách trong các buổi diễn. Điều này cho thấy một sức sống mãnh liệt của điệu múa ba rông cổ truyền, trước hết là nhờ lòng yêu nghề và tiếp theo là nhờ những nỗ lực bảo tồn không ngừng của chính những người dân và chính quyền nơi đây.